Đuổi theo, đuổi theo. Cô ta là ai? Tưởng Mỹ Mỹ. Tưởng Mỹ Mỹ. Đừng kháng cự nữa. Trưởng quan nói, nếu cô đầu hàng, sẽ trọng dụng cô. Khốn kiếp. Trưởng quan, cô ta là đặc vụ quân thống, phải bắt sống cô ta, giết chết cô ta. Trưởng quan, trưởng quan đuổi theo cô ta. Tôi bảo vệ cô ta. Đi đi, các anh em đi theo tôi. Đuổi theo. Chạy đi. Trưởng quan, khốn kiếp. Tưởng Mỹ Mỹ đâu? Trưởng quan, hay là chúng ta đi về đi. Trưởng quan, khó khăn lắm mới bắt được một con cá lớn, là để cô ta chạy thoát. Không thể ngờ. Thật sự là không thể ngờ. Trưởng quan, tôi nghĩ rằng như vậy càng tốt. Cô ta sẽ sống dở chết dở. Cút. Đi, đi. Mau lên. Có phải cô tới Võ Đạo Quán không? Cô đã giúp đảng Cộng sản. Tôi chỉ giúp người Trung Quốc thôi. Ngu ngốc. Nhưng họ cũng giúp tôi. Khi tôi bị bắt, họ đã cứu tôi. Hình như cô có tình cảm với họ. Không. Tôi chỉ đặt mình trong hoàn cảnh của họ. Được rồi. Không nói chuyện này nữa. Cô đọc cái này đi. Giết chết Thạch Trung Nghĩa. Tại sao? Anh ta giúp tôi rất nhiều. Đây là mệnh lệnh của cấp trên. Đặc vụ như chúng ta không được phép từ chối. Nhưng mà anh ta không phản bội quân thống. Nhưng sau khi điều tra, tôi thấy Thạch Trung Nghĩa âm thầm giúp đảng Cộng sản. Cho dù hắn không phản bội quân thống, thì cũng một chân đạp hai thuyền. Bọn Nhật muốn lợi dụng hắn. Chúng ta không giữ hắn. Giết chết kẻ phản bội như hắn. Nhiệm vụ này giao cho cô. Có vấn đề gì không? Không có vấn đề. Vì lợi ích của quốc dân đảng, tôi phục tùng mệnh lệnh. Tốt. Chúng ta hãy bàn về kế hoạch hành động. Tên Thạch Trung Nghĩa đó rất giỏi. Nếu đánh tay đôi với anh ta,
chúng ta không phải đối thủ. Trước khi anh ta kịp phản ứng, chúng ta phải giết chết anh ta. Nếu không thì chúng ta đều tiêu đời. Đúng vậy. Cấp trên giao nhiệm vụ này cho chúng ta cũng không dễ dàng. Tôi thấy buổi tối Thạch Trung Nghĩa ở trong ký túc xá cục cảnh sát. Buổi sáng đi ăn sáng ở nhà trọ Đông Hải. Chúng ta sẽ ra tay ở đó. Ngoài hai chúng ta ra, còn có bao nhiêu người nữa? Đông người quá cũng không tốt. Bây giờ quân hòa bình, cục cảnh sát và quân dân đều ở gần chỗ đó. Nếu nổ súng sẽ khiến bọn chúng chú ý. Vậy tôi phải làm sao? Tôi đã chuẩn bị xong rồi. Tôi sẽ đặt thuốc nổ dưới cái ghế mà Thạch Trung Nghĩa hay ngồi. Nếu thuốc nổ không làm cho hắn chết, chúng ta sẽ tiến hành một cuộc tấn công. Tới chừng đó, tôi sẽ âm thầm tiếp ứng cô, giúp cô thoát thân. Nếu anh ta không xuất hiện đúng giờ thì sao? Tôi đã quan sát kỹ rồi. Dạo này Thạch Trung Nghĩa thường xuyên tới nhà trọ Đông Hải ăn sáng. Hơn nữa, hắn nghĩ nhà trọ Đông Hải là nơi an toàn. Ngay cả cái ghế mà hắn ngồi, hắn cũng chưa bao giờ kiểm tra. Khi nào hành động? Sáng sớm ngày mai. Mau lên. Tiểu đội trưởng không sao chứ? Mau lên, mau đuổi theo. Đi. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Kim TV. Mau lên, mau đuổi theo. Bên này. Mau đuổi theo. Tiểu đội trưởng Thạch, vụ nổ này quá rõ ràng là nhắm vào anh. Đúng vậy. Nói chính xác thì đúng là nhắm vào tôi. Xem ra sau này anh cần có người bảo vệ. Trưởng quan, xảy ra chuyện lớn vậy, anh chạy đi đâu? Trưởng quan, không cần nói nữa. Tôi cho anh biết, sau này an toàn của tiểu đội trưởng Thạch sẽ do anh phụ trách. Anh ta mà xảy ra chuyện gì thì anh đừng mong sống nữa. Trưởng quan, tôi sau này nhất định bảo vệ tiểu đội trưởng Thạch. Ông chủ Lục, có tôi. Trong nhà trọ của anh xảy ra vụ nổ, anh không có gì muốn nói với tôi sao? Có chứ, tôi đã muốn nói chuyện này với cô lâu rồi. Tốt, vậy thì cứ yên tâm mà nói. Cô xem, tổn thất của nhà trọ chúng tôi, có phải hoàng quân cũng nên đền bù không? Cái gì? Anh dám nói với tôi chuyện này? Vậy cô muốn tôi nói gì? Ai cài bom? Tôi mà biết ai cài thì tôi đã báo cáo rồi. Cô nghĩ đi. Sao tôi lại cho người nổ chính nhà trọ của mình? Vậy thì sáng hôm đó anh có thấy kẻ nào khả nghi không? Không, chỉ là người tới ăn thôi.
Có một người, một tên mù ăn mặc lôi thôi, nói bậy. Mù thì làm sao cài bom? Anh giỡn với tôi hả? Không dám, tôi nói sự thật mà. Đại quý, cô đi từ từ. Đại quý, đi thông thả. Đi thông thả. Quý khách, ăn cơm hay ở trọ? Ăn trước, ở trọ sao? Mời vào trong. Phim được dịch, Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Đứng lại, không được cử động. Các người làm gì đó, lấy thẻ dân lành ra đây. Có, mời trưởng quan xem. Chúng tôi là dân lành hết. Đồ giả, bắt lại, đi. Trưởng quan, chúng tôi là dân lành. Trưởng quan, nghe tôi nói. Xin thứ lỗi. A Cường, nơi này rất vắng vẻ. Hồi trước một tên Hán Giang mua hai căn nhà trái phải trong hẻm lại. Sau đó bọn chúng đi Ninh Ba. Bây giờ nơi này tạm thời cho chúng ta dùng. Tưởng tiểu thư, cô muốn gì đây? Xem ra chúng ta thật sự phải nghiêm túc bắt tay. Đồng chí Lục A Cường, anh phải ẩn nấp ở đây bao lâu nay, đúng là vất vả. Thân phận quân thống của tôi chỉ để che tai mắt người ngoài. Thân phận thực sự của tôi là đảng viên ngầm. Còn tên thật của tôi là Tưởng Thiếu Hồng. Tưởng tiểu thư, cô đang nói giỡn gì vậy? Làm đảng ngầm không phải là trò chơi con nít đâu. Anh rất cảnh giác đồng chí A Cường. Tôi là đảng viên mới gia nhập vào tổ chức ngầm Gia Hải, đặc phái viên Tả Tư Minh kêu tôi tới liên lạc với anh. Quân địch đã bắt đầu nghi ngờ anh. Tình thế của anh đang vô cùng nguy hiểm. Anh phải lập tức rời khỏi nhà trọ. Tưởng tiểu thư, cô biết nói giỡn thật. Chắc cô hiểu lầm, nhận làm người rồi. Tôi không phải là đồng chí của cô. Tôi chỉ là một người làm ăn thôi. Tôi biết anh còn nghi ngờ tôi. Có điều tôi nhiều lần ra tay cứu tổ chức ngầm, chắc anh cũng biết điều đó. Xin lỗi Tưởng tiểu thư, chắc chắn cô lầm rồi. Tất cả là hiểu lầm. Nhà trọ của tôi còn rất nhiều chuyện cần làm. Mau thả tôi ra đi. Đã tới đây rồi thì đừng vội đi. Lục A Cường, tôi còn tưởng anh là đồng chí của chúng tôi. Không ngờ tôi nhìn lầm. Thật ra anh là Hán Giang. Các người hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là một người buôn bán. Tôi cũng không hại người. Sao tôi lại là Hán Giang? Thiếu Hồng, đưa bằng chứng cho hắn xem. Nhìn cho rõ đi. Người này có phải là anh không? Là tôi. Các người chụp hồi nào vậy? Tôi mới lần đầu thấy đó. Cái này là bằng chứng anh đã tuồn tin cho Đặc Vụ Nhật. Cái này thì nói lên điều gì? Suzuki thường xuyên tới nhà trọ của tôi ăn cơm. Tôi là chủ, tất nhiên phải phục vụ hắn. Nhưng tới ngày hôm sau, Suzuki đã bắt 4 đồng chí của chúng tôi đều ở trong nhà trọ Đông Hải của anh. Anh dám nói mình không bán nướng họ sao? Còn những kẻ dám giết đồng chí của chúng tôi, sớm muộn gì bọn chúng cũng phải nợ máu trả bằng máu. Nói thật cho anh biết, chúng tôi là đội công tác vũ trang do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Hôm nay tới đây là để giết tên Hán Giang nhà anh, báo thù cho đồng chí của chúng tôi. Các người không thể giết tôi. Tôi đâu có biết gì. Còn không thì như vậy, Tôi cho các người tiền, có được không? Dù cho vàng rồng cũng vô ích. Tôi cho anh biết,
Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của anh. Cứ mổ bụng moi tim hắn đi. Cứu tôi với, có kẻ giết người. Cứu tôi với, có kẻ giết người. A Cư, hồi nãy tôi đã nói rồi, nơi này rất vắng vẻ. Nhà cửa quanh đây đều là của chúng tôi. Anh có gào rách họng cũng vô ích. Các người định làm gì? Các người định làm gì? Đừng giết tôi. Tôi sợ đau lắm. Các người muốn gì tôi cũng cho. Đừng giết tôi. Các người muốn gì tôi cũng cho. Đừng giết tôi. Còn không thì làm dứt khoát luôn cho rồi đi. Trưởng quầy, trưởng quầy đâu? Lấy giải của tôi làm gì? À anh, cô không bán thuốc lá. Chạy vào đây làm gì? Trưởng quầy không có ở đây, tôi canh tiệm dù anh ta. À anh, tôi tìm cô có chuyện này. Tôi thấy cô nên đi xem bói. Tôi thấy cô xem bói còn đúng hơn ông già hộ bán tiên đó nữa. Nói vậy là sao? Mới sáng sớm mà nói lung tung cái gì? Ý gì hả? Anh họ cô bị người ta ám sát. Sao cô tính đúng quá vậy? Tôi đâu có biết. Tôi chỉ có cảm giác không bình thường thôi. Không bình thường cái gì? Mới sáng sớm, tôi thấy có người cầm theo một cái túi, sau đó đi vào chỗ anh họ tôi thường ngồi. Cô có thấy rõ người đó trông như thế nào không? Không thấy. Một người lớn vậy mà cô không thấy rõ? Không phải, hắn ta đeo mắt kiến, anh có thấy rõ được không? Có điều, tên đeo kiến đó định hại anh họ tôi hả? Cô hỏi tôi hỏi ai? Sau này nhớ mở mắt lớn lên. Bách Bảo, coi chừng tiệm nha. Tôi đi bán thuốc lá đây. Được rồi. Anh A Cường, anh biến mất nguyên cả đêm, anh đi đâu vậy hả? Tôi bị người ta bắt cóc. Ai? Tưởng Mỹ Mỹ. Quả nhiên là đồ xấu xa này. Lần sau tôi mà gặp cô ta, tôi sẽ không tha cho cô ta. Mà sao bọn họ lại thả anh? Không hỏi ra được cái gì nên làm bộ như muốn giết tôi. Dạo này tôi cũng gặp rắc rối. Có chuyện gì? Tên xấu xa lại Gia Sơn đó chạy tới chỗ tôi, hỏi tới hỏi lui. Xem ra chúng ta đều bị nghi ngờ. Nhà trọ Đông Hải. Chuyện đó thì sao? Thuốc lá đây, cáp đức môn, tàm pháo đài, hồng tích bao. Thuốc lá cho một gói, mau lên. Chuyện của chúng ta cứ quyết định vậy đi. Trả tiền thuốc thiếu của tôi trước đi. Mau lên cho gói hồng tích bao, rồi từ từ trả chung luôn. Làm ăn nhỏ thôi, không cho thiếu nợ. Con nhỏ này, làm gì vậy? Thuốc lá, tới đây. Còn chưa ăn miếng cơm nào, mau kêu đồ ăn đi. Dạo này tôi hơi thiếu tiền mà. Có tiền đây.
Đến đi. Trưởng quan thưởng 50 đồng đại dương. Giờ sao đây? Tôi còn chưa được ăn nè. Dễ thôi. Anh muốn ăn gì? Cái gì cũng được. Vậy không được, không được. A Cường, A Cường, A Cường, A Cường, cho dĩa thịt kho tàu Đông Hải, thêm con gà nướng. Chúng ta thêm con cái đùi vàng hấp. Thôi thôi, đừng kêu nữa người anh em. Ông chủ Lục, của anh đây. Hồi nãy mực ống lại nhận tiền thưởng, xem ra mới làm chuyện xấu gì rồi. Cái thằng đó bán nhiều tin tình báo cho người Nhật lắm, rất có hại cho chúng ta. Tôi đề nghị xin chỉ thị cấp trên lập tức diệt trừ tên cặn bã này. Đúng, tôi đồng ý. Dạo này tình thế khá nguy hiểm, tất cả phải tập trung tinh thần cho tôi. Rõ. Các người làm gì vậy? Cho các người biết tôi là người của Hoàng quân. Người của Hoàng quân. Ngồi thẳng lên. Mật ống, cho tôi biết anh thích chìm xuống biển hay là muốn... Thằng ngu mới chìm xuống biển. Nếu đã vậy, nói, người Nhật đã cho anh lợi ích gì? Không có gì. Tôi chẳng qua chỉ muốn kiếm miếng cơm thôi. Cầm tiền đi khoe khoang khắp nơi, định bịa chuyện lừa chúng tôi phải không? Bọn họ chỉ cho tôi có 50 đồng đại dương. Anh em ta không... Các chị em chia một nửa đi. Bớt nói nhảm. Nói đi mực ống. Anh cầu kết với người Nhật đã làm những chuyện gì xấu xa? Không phải nữ hiệp, tôi chỉ bán tin thôi. Mấy chuyện xấu xa người Nhật làm đâu có liên quan tới tôi. Nói láo, không có mấy tin tình báo đó. Người Nhật có bắt được nhiều người như vậy không? Tôi chỉ là người bán tin. Tôi nghe thấy tin trên đường thì nói cho bọn họ chỉ lấy chút tiền tiêu vặt thôi. Tôi nói hoàn toàn chính xác, là lời thật lòng. Trên có trời, dưới có đất, có lương tâm. Câm miệng. Tin về người mua hàng của tân tướng quân là anh đi tố cáo phải không? Cái này anh còn muốn chối? Đúng là có chuyện đó, nhưng tôi cũng cố tình kéo dài thời gian cầm chân người Nhật. Sau cùng anh ta cũng chạy rồi. Tôi đá chết anh. Anh tới tiểu đội đặc biệt báo tin, rồi cho thủ hạ tới nhà trọ Đông Hải theo dõi, gấp như có lửa đốt sau mông. Mà còn dám nói mình kéo dài thời gian. Nè, đại tỷ nè, sao cô biết rõ ràng quá vậy? Mực ống, nói thật đi, anh còn làm chuyện gì xấu xa nữa? Nói. Cho anh nhiều tiền, anh làm gì? Tôi báo cáo cho người Nhật A Mãn của thôn Đại Áo từng đi lính cho Quốc dân đảng, còn Tiểu Phúc Tử của quán trà Tứ Hải từng bán nhu yếu phẩm quân sự, còn có Lục A Cường của nhà trọ Đông Hải có thể là đảng Cộng sản. Dừng. Tôi hỏi anh, tại sao anh lại nói Lục A Cường là đảng Cộng sản? Chắc chắn là đúng. Cái tên đó có quan hệ với rất nhiều người khả nghi. Chỉ riêng Hùng Nhất Hộ đã tới nhà trọ tìm hắn mấy lần. Cái này không phải là chuyện giỡn. Vậy thì ai mới là chuyện giỡn chơi? Có con nhỏ bán thuốc lá tên là A Anh. Đúng đúng, tên là A Anh. Đồ đặc dụng, đồ hán gia, cô chính là... Cho anh đếm mùi lợi hại của tôi. Nữ hiệp ơi, bà thím ơi, bà cô ơi, tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi, tôi cầu xin các người đó. Có gì không? Súng này khá lắm. Chị hiểu à, chị cầm đi. Còn một cây nữa. Tốt, chúng ta về thôi. Đi.
Đây là A Anh mà. Trễ vậy rồi còn đi đâu nữa? Trời nóng quá. Ra ngoài hóng gió một chút. Ra ngoài hóng gió. Rất hay. Tôi hỏi cô, anh có bị gì không vậy? Làm gì cứ nhắm vào tôi hoài? Không nhắm vào cô thì còn ai? Anh nhìn người bên đó kìa, cả ngày đi lòng vòng ở đó không thôi. Không đáng nghi sao? Anh qua đó hỏi đi. Làm gì cứ nhắm vào tôi chỉ bán thuốc thôi mà. Nè, làm gì đó? Mắc mớ gì tới anh? Nói chuyện ngang ngược. Xem ra không phải là thứ gì tốt đẹp. Các anh em, có, bắt lại cho tôi. Dạ. Đừng để hắn chạy thoát, đuổi theo. Mau lên. Lên, mau lên. Cấp trên gửi điện chỉ thị, hải giáp số 3 là biệt danh gọi kế hoạch xây dựng pháo đài ở Gia Hải. Lấy được bản kế hoạch này với chúng ta mà nói có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, chúng ta phải bằng mọi giá lấy cho được hải giáp số 3. Cái này thì phải dựa vào đồng chí Lão Thạch. Phải rồi, dạo này có tin tức gì không? Đồng chí Lão Thạch báo rằng hải giáp số 3 đang được thực hiện, vì nó là cơ mật, nên không để người Trung Quốc được biết. Chờ anh ấy làm rõ tình hình rồi mới báo cáo. Xem ra độ khó cao lắm. Quốc dân đảng cũng đang tìm hải giáp số 3. Bọn họ đã cử đặc công ra ngoài hoạt động. Đặc công? Bọn họ cũng coi trọng hải giáp số 3. Vậy tức là sẽ có xung đột với chúng ta. Nên tôi mới nói tình hình bây giờ phức tạp. Muốn chúng ta giành lấy kế hoạch hải giáp số 3 mà còn không được xung đột với quân bạn, khó lắm. Trong tình hình này, chúng ta càng phải tìm hải giáp số 3, bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhà trọ của Lục A Cường là địa điểm liên lạc bí mật của chúng ta. Lục A Cường phải ở đây chờ tin tức của Lão Thạch. Phải nhớ rõ ràng, dù xảy ra chuyện gì cũng không được để cho trạm liên lạc bí mật mà chúng ta xây dựng bị phá hoại. Đây là kỷ luật thép, mỗi người chúng ta đều phải tuân thủ. Suzuki, tổ chức ngầm ở Gia Hải ngày càng hoành hành ngang ngược. Bọn chúng công khai gây rối ngay trên chợ. Vậy mà cậu không có chút manh mối gì? Tôi không thể không phê bình cậu vô dụng. Tổng bộ có chỉ thị, không thể làm lỡ thời hạn thực hiện hải giáp số 3. Nếu không chúng ta sẽ bị trừng phạt. Cậu có biết không? Dạ. Ngài đại tá, tôi rất hiểu cảm nhận của tổng bộ, cũng như tâm trạng của ngài. Hiện nay tôi đang cố gắng truy tìm bắt giữ tổ chức ngầm thực hiện hải giáp số 3 đúng thời hạn. Cái tôi cần là kết quả, kết quả. Kế hoạch của cậu quá chậm, quá chậm. Hải giáp số 3 mà không thể thuận lợi hoàn thành thì công việc của chúng ta tại đây sẽ không còn ý nghĩa gì. Tôi nghĩ kết quả chắc chắn là thắng lợi. Tôi đã lập ra một cái bẫy rất lớn cho đảng Cộng sản ở Gia Hải. Cậu tự tin vào bản thân như vậy? Đúng. Người Trung Quốc nói, bài mưu lập kế thì mới giành được chiến thắng tuyệt đối. Tự đọc đi. Đây là tin tình báo bí mật của tổng bộ gửi tới. Đảng Cộng sản cũng biết tới hải giáp số 3. Xem ra công tác phòng thủ của chúng ta và mạng lưới tình báo thực sự có vấn đề. Cái này không lạ. Trên đời này bất cứ quốc gia nào cũng không thể đảm bảo quân đội và đơn vị tình báo được an toàn tuyệt đối. Quan trọng là chúng ta phải tìm ra được bọn gián điệp đang ẩn nấp. Ngài đại tá, dù sao thì tôi cũng chuẩn bị kế hoạch hoàn hảo để bắt đảng Cộng sản. Tình hình này vẫn có lợi cho chúng ta. Đảng Cộng sản đã biết về hải giáp số 3. Nếu bọn chúng muốn có được hải giáp số 3, thì nhất định phải tới pháo đài Gia Hải thăm dò thực hư. Mà tuyến đường liên lạc của bọn chúng, tôi đã nắm rõ trong tay. Suzuki, tôi muốn nhắc nhở cậu một chuyện. Mời đại tá chỉ dạy. Tôi có cảm giác
Tên hải quỷ đó đang ở ngay bên cạnh. Mỗi bước đi của chúng ta đều trong tầm mắt hắn. Nên cậu đừng quá tự phụ. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Ngài nói như vậy đúng là quý giá, làm tôi tỉnh ngộ. Cảm ơn ngài chỉ dạy. Có điều, dù sao đi nữa, tôi sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tiêu diệt đảng cộng sản. Tôi không quan tâm nó có liên hệ gì với hải giáp số 3 hay không. Tốt, còn tên đội trưởng lại đó rất cố gắng phải không? Cách làm của anh ta quá bảo thủ, quá ngu dốt. Nếu chúng ta chỉ dựa vào người Trung Quốc để phá án, không chỉ là sự sỉ nhục của quân nhân đế quốc mà ngay cả tôi cũng thấy quá sức hoang đường. Tất nhiên, chúng ta không thích người Trung Quốc, nhưng chúng ta cũng không thể giết sạch bọn họ được. Ngài đại tá, tôi xin phép đi trước. Đi đi. Đại tá, cô tới rồi. Đại tá, tôi thấy ngài quá mệt, cần phải nghỉ ngơi. Điều kiện hiện nay không cho phép tôi làm vậy. Đại quý, về vấn đề trị an của Gia Hải, cô có ý tưởng gì không? Tổ chức kháng Nhật của Gia Hải hiện nay chia thành hai loại. Một là đội du kích đảng Cộng sản, hai là đội hành động quân thống. Đội du kích đảng Cộng sản có thể nói đã ăn sâu bén rễ ở đây, cành lá um tùm, trong thời gian ngắn rất khó đối phó. Tính ra thì quân thống yếu hơn một chút. Tôi cho rằng người Trung Quốc có câu tục ngữ rất hay, khuyên chúng ta chọn kẻ yếu mà đánh. Tôi cho rằng chúng ta cứ tiêu diệt đám người quân thống này trước. Vậy thì cô ra tay từ ai trước? Tưởng Mỹ Mỹ, cô ta là kẻ rất khó chơi. Tôi sẽ đối phó với cô ta trước. Tôi tin vào năng lực của cô. Cố gắng làm đi. Xin đại tá yên tâm. Miếu Hải Thần, mưa thuận gió hòa. Cáo thị, để đảm bảo trị an địa phương, thực thi pháp luật, đảm bảo an toàn cho dân chúng, quyết định chiều nay sẽ hành quyết 6 tên phần tử phá hoại. Thông báo tại đây, bộ tư lệnh quân thủ bị đóng tại Gia Hải. Đọc đi kìa, lại giết người. Thật là quá đáng. Đúng vậy, là giết người kìa. Quá đáng thật. Ngồi đi. Nào, tới đúng lúc lắm. Chúng tôi đang bàn chuyện tấn công vào miếu Hải Thần. Chúng tôi định cứu người của Quốc dân đảng. Tôi không đồng ý. Tự Mỹ Mỹ từng đi ám sát Thạch Trung Nghĩa. Cô ta đã bất nhân với tôi, thì tôi bất nghĩa với cô ta. À anh, dù sao cũng là quân bạn, phải coi trọng đại cục. Quốc dân đảng cũng là người Trung Quốc chúng ta. Người Trung Quốc, lúc cô ta cài bom, sao không nghĩ tôi cũng là người Trung Quốc? À anh, tư tưởng này của cô không đúng. Là một đảng viên cộng sản, cô phải chấp hành tất cả mệnh lệnh của cấp trên, không có hỏi nhiều. Chúng ta là đảng viên cộng sản, phải chấp hành mệnh lệnh. Tôi không phục. Bây giờ tôi sẽ đi tìm Bộ trưởng Hứa. Đây là mệnh lệnh của Bộ trưởng Hứa. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại chuẩn bị TV. Lên đạn. Coi chừng có mai phục.
anh em. Bắt sống cho tôi. Dạ. Đuổi theo. Đuổi theo. Dạ, dạ. Không sao chứ? Không sao, bị thương nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng. Chúng ta bị địch bao vây rồi, liều mạng với chúng. Tới luôn. Hai người ra đây đi. Tôi đã đuổi quân địch đi giùm các người rồi. Cô là, chỗ này không phải nơi để nói chuyện. Yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ hai người. Theo tôi đi. Mau lên. Các người là đội du kích. Coi như cô còn có mắt. À anh, thì ra là cô. Thật không ngờ. Chuyện cô không ngờ còn nhiều lắm. Bây giờ tôi sẽ giết cả hai người. À anh, tôi biết cô hận tôi. Chuyện của Thạch Trung Nghĩa, tôi thật sự không có cách nào. Đó là lệnh cấp trên. Cấp trên? Cấp trên muốn cô giết Thạch Trung Nghĩa. Anh ấy đã làm chuyện gì xấu? À anh, có thể cô không biết, anh họ của cô vốn là người của quân thống. Anh ta phản bội lại quân thống. Cấp trên cho rằng anh ta là hán gian nên mới hành quyết anh ta. Tôi chỉ chấp hành mệnh lệnh. Còn anh này, vết thương của anh không sao chứ? Cảm ơn, không sao hết. Cũng còn ra đàn ông. À anh, sao cô lại tới đây? Đánh giặc trừ Hán Giang đâu phải là chuyện riêng của các người. Sao tôi không thể tới đây? Người của đội du kích không phải người tầm thường. Chắc không đơn giản chỉ vì cứu chúng tôi nên mới tới đây có đúng không? Tự Mỹ Mỹ nói cô là tiểu nhân, không sai chút nào. Tôi nói thật cho cô biết, tôi tới cứu các người không phải vì tôi muốn tới đâu. Vậy thì tôi phải chân thành cảm ơn. Có những lời không nói không chịu được. Xin mời. Nếu như cấp trên của cô còn ra mệnh lệnh phải giết đảng Cộng sản, các người có chấp hành không? Cái này sao? Tôi nghĩ cấp trên của tôi sẽ không đưa ra nhiệm vụ đó đâu. Nhưng các người đã ra tay với Thạch Trung Nghĩa. Đó là gia quy của chúng tôi, không phải ra tay với đảng Cộng sản.
Nếu đã là hiểu lầm, hy vọng chúng ta quên những chuyện không vui đi. Ý của cô là không đi kiếm chuyện với Thạch Trung Nghĩa nữa. Hình như cô rất quan tâm tới anh họ của mình. Anh ấy không phải Hán Giang mà còn đang giúp đỡ các người rất nhiều phải không? Sao các người biết? Tôi và Thạch Trung Nghĩa là bạn học. Tôi biết tính anh ta. Anh ta sẽ làm những việc có lợi cho các người. Chính là vì vậy nên các người muốn giết anh ấy. Tôi nói rồi, đó là gia quy của chúng tôi. Thôi được, vậy thì tôi tin cô lần cuối. Hy vọng cô đừng kiếm chuyện với Thạch Trung Nghĩa nữa. Muốn tôi không kiếm chuyện với anh ta cũng được. Cô nói với anh ta, chỉ cần lấy được bản kế hoạch đó của người Nhật, cấp trên sẽ không truy cứu anh ta nữa. Cô đang nói hải giáp số 3. Xem ra không phải là tin đồn. Theo người của cơ quan đặc vụ truyền ra thì các cô cũng đang tìm hải giáp số 3. Quả như là thật. Tốt nhất là sau khi lấy được, các cô giao nó cho chiến khu 3. Còn lâu, tại sao phải giao cho các người? Hy vọng các cô xem trọng đại cục. Họ tưởng kia, cuối cùng cô vẫn để lộ bộ mặt thật của mình. Không cần phải sợ, là người của chúng tôi. Đừng cãi nữa. Hải giáp số 3 cực kỳ quan trọng. Bây giờ người Nhật đang theo dõi sát sao. Muốn lấy được nó không phải dễ dàng gì. Cho nên chúng ta phải cùng đối phó với người Nhật. Đừng có mâu thuẫn nội bộ. Hiện tại hai bên vẫn là đồng minh. Cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không làm hại các người. Hiểu hả? Chị nói cũng rất có lý. Các người đều thấy khắp nơi đều đang khám xét. Người Nhật chắc chắn đã có chuẩn bị. Nên chúng ta phải đoàn kết, một lòng chống địch. Nếu để cho Nhật bắt gọn hết thì không có lợi gì. Các cô có cách đối phó với Nhật không? Tất nhiên là có. Nếu không bao nhiêu năm nay đánh du kích cũng là vô nghĩa. Bây giờ Nhật còn chưa có khả năng bắt gọn hết chúng ta. Quan trọng nhất là nhất định phải lấy được hải giáp số 3. Đây là một nhiệm vụ vô cùng gian khó. Bất cứ lúc nào cũng có thể đổ máu hy sinh. Mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng. Chết thì chết, ai sợ ai. Không phải vấn đề sợ hay không. Quan trọng là phải hoàn thành nhiệm vụ. Được, chúng ta đều có nhiệm vụ. Vậy thì thoải mái thể hiện đi. Không được đánh lén sau lưng bên kia. Cạnh tranh công bằng. Yên tâm, chúng tôi đều là người Trung Quốc, sẽ không làm chuyện đó. Anh nói đúng, chúng ta là người Trung Quốc, nên giúp đỡ lẫn nhau. Đánh đuổi quân giặc ra khỏi đất nước chúng ta. Vậy thì được. Các người có chuyện gì gấp có thể tìm tôi. Đúng rồi, còn phải cảm ơn cô đã cứu mạng. Được, bây giờ tôi đưa hai người đi. Không cần, tôi biết đường đi. Xin phép. Tất cả tập trung tinh thần cho tôi. Mở mắt lớn lên. Yên tâm đi anh Tứ. Tưởng Mỹ Mỹ, đuổi theo. Đuổi theo. Mau lên, mau lên. Lên đi. Mau lên, mau lên. Mau đuổi theo. Anh không muốn nói chút chuyện gì đó với tôi sao? Trưởng quan, làm ngài hoảng sợ rồi. Quân Hòa Bình không bảo vệ được ngài, xin ngài tha tội. Là lúc nào rồi? Anh vẫn không nói sự thật. Trưởng quan, những điều tôi nói đều là sự thật. Tôi hỏi anh, vào ngày mừng thọ 60 của cha anh, anh đi đâu? Chuyện này tôi không dám nói. Nói. Nếu anh không nói, anh chính là đồng bọn của đám tập kích. Trưởng quan, tôi không phải đồng bọn. Vào ngày mừng thọ 60 của cha tôi, tôi ở trong phòng. Tại sao anh ở trong phòng? Nói thật cho ngài biết,
Tam phu nhân ghen tuông, sợ tôi đi gặp Dương Nguyệt Linh, cho nên bắt tôi ở trong phòng. Anh nói dối. Tam phu nhân không cho anh đi. Không lẽ anh không đi sao? Đúng, cô ấy không cho tôi đi, tôi nhất định phải đi. Nhưng cô ấy khóa cửa phòng của tôi không đi được. Có thật không? Tôi nói thật mà. Dẫn tôi đi gặp Tam phu nhân, tôi muốn hỏi cô ấy. Được, trưởng quan, mời. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Đây, trưởng quan, mời uống trà. Không tệ, trà rất thơm, không đáng lắm. Cô đúng là cao thủ trà đạo. Trưởng quan, ngài quá khen. Vào ngày mừng thọ 60 của Lưu lão gia, không biết tại sao vợ chồng cô không tham dự. Chuyện này, chuyện xấu trong nhà không nên nói với người khác. Nhưng trưởng quan Suzuki đã hỏi, tôi sẽ nói sự thật. Nói. Thật ra Lưu Nghiệp Minh rất thích Dương Nguyệt Linh. Mỗi lần cô ta hát, anh ta đều đi xem. Anh ta cho cô ta rất nhiều bạc. Sao có thể không khiến tôi buồn? Với lại, hồ ly tinh Dương Nguyệt Linh được rất nhiều người yêu thích. Cho nên, Lưu Nghiệp Minh thường xuyên tán tỉnh cô ta. Hôm đó, Dương Nguyệt Linh tới đây hát, nhìn thấy Lưu Nghiệp Minh hào hứng vui vẻ, tôi rất bực mình tức giận, khóa cửa phòng lại, không cho anh ta ra ngoài. Ghen là điều bình thường, tôi hiểu mà. Cảm ơn trưởng quan đã hiểu. Thật ra, trung đoàn trưởng Lưu có mắt như mù. Ở nhà có tam phu nhân xinh đẹp như hoa, không biết nâng niu chịu chuộng mà đi tìm đào hát. Trưởng quan, ngài không được làm như vậy. Trưởng quan, ngài không được làm như vậy. Tôi là người nhà của quân Hòa Bình. Người nhà của quân Hòa Bình. Quân Hòa Bình chỉ là một con chó của hoàng quân, huống chi người nhà của họ. Trưởng quan, kẻ nào bắn súng? Khốn kiếp, bắn, đừng để nó chạy thoát. Cầu du sanh. Lưu phủ. Đại đội trưởng bắn trúng rồi. Bắn trúng rồi. Bắn rất hay. Bắn rất hay. Còn hai con nữa. Đồ khốn. Đại đội trưởng, trưởng quan, trưởng quan, trưởng quan bớt giận. Đi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng. Cậu ấy không hiểu chuyện, khiến cho ngài hoảng sợ. Tôi mời ngài tới nhà trọ Đông Hải ăn hải sản, ăn phân đi. Không ở nhà tiếp đãi khách quý mà muốn ra ngoài ăn, bất lịch sự. Không phải như vậy, vì đầu bếp của nhà tôi hôm nay xin nghỉ, tam phu nhân bị bệnh, cho nên không thể nào tiếp đãi ngài. Tam phu nhân bị bệnh? Không phải hồi nãy vẫn khỏe sao? Tôi đi thăm cô ấy. Trưởng quan, chuyện phụ nữ đừng bận tâm.
Chúng ta đi ăn đi. Khốn kiếp, hắn khiến cho tôi hoảng sợ. Tôi đâu còn tâm trạng để ăn. Khốn kiếp. Mẹ mày, dám tới nhà tao giở trò với vợ tao. Đại ca, tên Suzuki đó thật xấu xa. Vợ của anh cũng dám đụng vào. Lẽ ra hồi nãy nên nổ súng trong nhà bắn chết hắn. Đừng nói nữa. Đại quý ở đây cảm thấy thế nào? Thích ứng với công việc chưa? Là một đặc vụ, không có công việc nào không thích ứng được. Vậy thì tốt. Xin ngài đại tá đưa ra mệnh lệnh. Sao khách sáo như vậy? Ngồi xuống nói chuyện đi. Không, ở trước mặt trưởng quan, tôi chấp nhận đứng. Tuy khu vực này nhỏ, nhưng nó ảnh hưởng tới an ninh của Chiết Giang. Đa phần vật tư được vận chuyển qua khu vực này. Bến tàu là một nơi quan trọng. Chỉ dựa vào lực lượng của tiểu đội Kameda vẫn chưa đủ. Đại đội của Hoàng Tiên Kiếm, quân Hòa Bình sắp được dùng. Bộ tư lệnh quyết định phái cô tới quân Hòa Bình làm nhiệm vụ giám sát bọn họ. Tôi hiểu rồi, xin ngài đại tá yên tâm. Người của quân Hòa Bình rất gian xảo, nham hiểm. Cô phải cẩn thận đối phó. Tôi biết rồi. Đại đội trưởng đích thân tới đây, chắc chắn có chuyện gì đó phải không? Quân quỹ đã quyết định thành lập trạm liên lạc bí mật trên biển. Tôi muốn anh tìm cho tôi ngư dân địa phương đáng tin cậy. Anh cần người thế nào? Người có lý lịch trong sạch, quán hận quân Nhật ngụy. Hơn nữa, nhất định phải ủng hộ Tân Tứ Quân. Tôi biết một người. Ai vậy? Thủy Sinh. Tại sao cô ấy tên Thủy Sinh? Cậu ấy lớn lên trên biển, người nhà cậu ấy đều là ngư dân. Cậu ấy rất tốt. Tôi nghĩ cậu ấy là người thích hợp nhất. Tốt. Thằng nhóc Thủy Sinh rất tốt. Được, yên tâm đi, để tôi lo. Được, tôi giao cho anh. Thủy Sinh. Thủy Sinh, ngồi đi. Có chuyện gì sao nghiêm túc vậy? Cậu bơi rất giỏi, chèo thuyền không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề. Anh biết rất rõ, người nhà tôi đều là ngư dân. Nếu bọn Nhật không phong tỏa biển, nó không chừng bây giờ tôi đang lên trên biển. Nhưng mà rốt cuộc anh muốn làm gì? Không phải anh muốn đóng cửa nhà trọ ra biển đánh cá chứ? Cậu nghĩ cái gì vậy? Tôi muốn giúp bạn của tôi ra biển. Bạn gì? Có phải bạn này không? Thằng nhóc cậu, sao lại nghĩ tới họ? Anh không nói tôi cũng biết. Suốt ngày anh gặp gỡ nói chuyện với họ. Anh và họ chỉ nói về chuyện đánh bọn Nhật. Cho nên tôi đoán có liên quan tới họ. Cậu cũng không ngốc lắm. Nhưng tôi nói cậu biết, chuyện này không được nói với bất cứ ai. Tôi biết rồi. Ngay cả Tiểu Lam và bà chủ cũng không được nói. Làm chuyện này có thể mất đầu. Càng ít người biết càng tốt. Tôi thấy cậu tiến bộ rồi. Chậm thôi. Hai người tới rồi. Hiểu Hà, cảm ơn hai người trong thời gian ngắn đã thuyết phục được mọi người. Tôi không làm gì hết, đây là công lao của mọi người. Tôi biết, chỉ cần là người Trung Quốc có lương tâm thì sẽ giúp chúng ta. Đúng, phải rồi. Cư dân ven biển phía đông Chiết Giang trước giờ có truyền thống chống quân xâm lược. Trong thời kỳ chiến tranh thuốc phiện, những cư dân đó tới đây phản kháng quân xâm lược Anh. Tiểu đội trưởng Thạch, thông tin quan trọng chắc chắn chính xác. Thông tin gì? Người của Tân Tứ Quân mua dây thép Philip ở phố Phù Dung. Mau, kêu Suzuki đi bắt hắn. Bắt được một người có thể tìm thấy một đám người. Dây thép Philip không phải là hàng của người Anh sao? Tiểu đội trưởng, anh làm công việc bên trong. Có điều này anh không biết. Dây thép Philip đàn hồi rất tốt. Quấn nó thành mấy vòng, nó sẽ trở thành lò xo của súng ngắn. Nhưng mà quản quân ra lệnh, mua nó bị xử theo quân pháp. Là vậy à? Được rồi, hãy nói tất cả mọi chuyện cho tôi nghe. Nói thật rõ ràng, tôi ghi vào sổ. Sau đó viết báo cáo nộp cho cơ quan trưởng Suzuki, để ngài ấy đọc là được rồi. Hôm trước tôi uống trà trong quán trà,
Nghe thấy hai người kia bàn chuyện làm ăn. Chuyện mà họ bàn có liên quan tới dây thép Philip. Người trẻ nói với người già có thương nhân ở miền Bắc Giang Tô, đang ở phòng số 2 của nhà trọ Đông Hải. Nói chậm thôi, tôi phải ghi lại. Nói chậm thôi, nói thật rõ. Phòng số mấy? Phòng số 2. Phòng số 2. Tôi thấy họ nôn nóng muốn mua hàng để bán kiếm lời. Lúc đó giá của dây thép trên thị trường rất thấp. Lúc đầu tôi cũng muốn tham gia, cũng muốn kiếm một chút tiền. Nhưng tôi không hiểu rõ dây thép, nên nhờ người đi mua hàng mới biết nó là vật tư quân dụng. Cậu đã nhờ ai đi mua? Đệ tử của tôi. Cấp dưới của cậu? Đúng đúng đúng, mấy người đi? Hai người. Thời gian trôi qua nhanh quá, đã tới giờ ăn cơm trưa rồi. Tiểu đội trưởng, anh mau phá người đi bắt hắn đi, nếu không hắn sẽ gây rối đó. Cơ quan trưởng Suzuki phải xác thực thông tin mới đi bắt người. Tôi thấy cậu là hoàng đế chưa gấp, thái giám đã gấp. Như vậy đi, cậu có thể đi vào nhà ăn tìm cơ quan trưởng Suzuki. Tôi không thể đi cùng cậu. Tiểu đội trưởng, tiểu đội trưởng, nó là nhà ăn của người Nhật, người như tôi đâu có vào được. Người Nhật sợ chúng ta đầu độc, không vào được đâu. Vậy tôi đành bó tay. Thuốc lá đi, thuốc lá đi. Cáp Đức Môn, Tam Pháo Đài, Hồng Tích Bao, Lục Tích Bao. Anh bán cho anh một gói thuốc lá. Anh Nghĩa, chưa ăn cơm sao? Chưa ăn, lát nữa ăn. Có một người mua dây thép Philip, chắc là người của Tân Tứ Quân. Đặc vụ đã phát hiện người đó, thông báo người đó đi ngay. Nhiệm vụ mua dây thép Philip trước giờ do người của sở hậu cần làm. Cho dù không quen biết cũng nên thông báo cho người đó. Nhưng mà có rất nhiều người biết em. Em lấy khăn choàng che mặt của em lại. Rất có thể quân địch đã theo dõi đồng chí đó rồi. Nếu có người theo dõi em, em hãy đi vô mấy con hẻm, cắt đuôi bọn chúng. Sau đó mới về nhà, yên tâm, cẩn thận. Được, em biết rồi, đi nha, đi đi. Cô tìm ai? Cô là người bán thuốc lá à? Tôi không hút thuốc. Người một nhà, vào nhà rồi nói. Anh là đồng chí Nhan Cương phải không? Cô là... Có phải anh tới đây mua dây thép Philip không? Đúng rồi. Cô có hàng hả? Có hàng. Vừa nhìn là biết anh không phải thương nhân. Bị người ta bán đứng cũng không biết. Có chuyện rồi, mau rời khỏi chỗ này. Bọn Nhật sắp tới rồi. Đồng chí, cảm ơn cô. Mau đi đi. Tôi đánh lạc hướng kẻ địch ở phía trước. Anh ra ngoài bằng cửa sau. Cô là A Anh phải không? Cải trang như vậy mà anh cũng nhìn ra. Thật ra tôi không nhìn ra cô, mà nhìn ra hộp ráp thuốc lá này. Trí nhớ của tôi kém quá. Cũng may là anh nhắc tôi. Cảm ơn anh. Mau đi đi. Được. Nhà trọ Đông Hải.
Trưởng quan, tôi muốn nói với ngài thông tin quan trọng. Thông tin gì? Người của Tân tướng quân đi khắp nơi mua dây thép Philip. Tân tướng quân? Đúng. Ở đâu? Ở phòng số 2 nhà trọ Đông Hải. Nói với tiểu đội trưởng Thạch chưa? Chuyện này tôi nói với anh ấy rồi. Anh ấy đã ghi lại. Cơ quan trưởng Suzuki, mời ngài xem. Nói máy tới thiếu quý Kameda. Thiếu quý Kameda, phái người tới nhà trọ Đông Hải bắt người của Tân tướng quân. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Cậu, người đâu? Rõ ràng ở đây mà. Tôi còn kêu anh em của tôi canh chừng. Lục Á Cường. Trưởng quan, tôi hỏi cậu, nhà trọ của cậu gần đây có người đào khả nghi ghé tới không? Có một tiên sinh họ Tô, thuê phòng không trả tiền, bỏ trốn. Hồi nào? Hồi nãy còn ngồi ở đây uống trà. Giỏi lắm Lục Á Cường. Anh thả người của Tân tướng quân. Trưởng quan không tha cho anh. Sao cậu du oan cho người tốt? Cậu biết hắn là người của Tân tướng quân, sao không nói với hoàng quân? Tôi, anh du oan cho tôi. Cậu bộ các người cùng phe. Cậu thả người của Tân tướng quân rồi nói với hoàng quân. Tôi, rõ ràng là anh thả hắn đi mà. Sao lại du oan cho tôi? Cậu mới du oan cho tôi. Cậu trung thành với hoàng quân. Cậu không trung thành, cậu là kẻ phản bội. Anh cùng phe với người của Tân tướng quân muốn đánh tôi phải không? Dừng tay. Trưởng quan, cậu ta du oan cho tôi. Ai du oan cho anh? Rõ ràng là anh thả hắn đi. Im đi. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Trưởng quan, nói. Người giám sát đó đi đâu rồi? Tôi cũng không biết trưởng quan. Tôi... Nếu người đó đáng tin cậy, sao lại bỏ đi? Chuyện này tôi cũng không biết trưởng quan. Trưởng quan, tôi... Tôi... Nói. Trưởng quan, tôi nói ngài biết. Người đó thấy tiền sáng mắt, chắc là ôm tiền bỏ trốn rồi. Thấy tiền sáng mắt. Đúng. Có nghĩa là người nào cho hắn nhiều tiền, hắn đi theo người đó. Được rồi. Trưởng quan nói rất đúng. Hắn có thể ôm tiền bỏ trốn rồi. Sư phụ. Trưởng quan, hắn là... Cậu ta chính là người giám sát. Đồ khốn kiếp. Trưởng quan, nói có chuyện gì vậy? Tới bây giờ mới xuất hiện, đi đâu vậy hả? Người của Tân tướng quân đi đâu rồi? Con đi theo một cô gái. Khốn kiếp. Tôi kêu cậu đi theo người của Tân tướng quân, sao đi theo một cô gái? Ngu quá rồi. Tôi nói cậu biết, cậu thả người của Tân tướng quân đi, trưởng quan sẽ giết cậu. Sư phụ tha cho con. Trưởng quan tha cho con. Nói, cậu nói tôi nghe, cậu nhận bao nhiêu tiền của Tân tướng quân? Con đâu có nhận. Con cũng không có ba đầu sáu tay. Đi theo cô gái báo tin để người của Tân tướng quân chạy thoát. Đồ khốn kiếp, tham cái nhỏ mà mất cái lớn. Cậu có nhìn thấy mặt của cô gái không? Con chỉ thấy cô ta trùm một cái khăn choàng, không nhìn thấy mặt. Đừng nói dối. Cậu nói như vậy chẳng khác nào không nói. Cậu bị chuyện nói dối. Cậu nhận bao nhiêu tiền của Tân tướng quân? Quan cho con quá. Con đi theo cô gái đó, sau đó tới hẻm Dương Gia, bị người ta đánh vào đầu từ phía sau. Sau đó con không biết gì hết. Đồ khốn kiếp, đừng nói nữa. Cảm ơn trưởng quan, cảm ơn sư phụ, cảm ơn cái gì, mau đi đi. Trưởng quan. Các người đều là nghi phạm. Tôi nhất định sẽ điều tra ra. Tôi có nhiều cách lắm.
phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV.